Chào các bạn nhé, đây là cái kho mình cất đồ của mình. Kho này cũng để nuôi gà mà giờ nghỉ nuôi rồi. Ô, 2 4 6 7 7 cái trứng gà. Chỗ mình để đồ đây, cất đây gần 2 năm. Số này thì không có xài nữa các bạn. Không biết sau khi để 2 năm bụi bặm thì nó có còn tốt hay không. Mình mở ra các bạn xem. Cái này mưa gió vào ốc vít. Lâu quá rồi không có nhớ nữa. Như có vấn đề các bạn ơi. Chu mối nó ăn hết rồi. Mấy cái đồ điện này. Xưa làm nhưng bây giờ vất. Đi Sài Gòn nên bỏ lại. Này các bộ chống trộm xe máy các bạn. Cất vậy. Còn gì hay không? Phải hú chống trộm. Bộ chống trộm xe máy này. Ồ, hư rồi. Đây là một cái bo mạch điện xe máy mình thiết kế đó, mạch in các bạn nhé. Các bo mình làm sẵn rồi, chỉ cần hàn linh kiện vô nữa là xong thôi. Làm cũng nhiều đấy, nhưng mà để này nó hư rồi. Vệ sinh lại chắc sẽ sử dụng được, không sao. Thì mình sẽ rút lại. Hồi xưa mình làm hết cái máy tắm này khoảng 2 triệu. Mình hết đây là 3 năm không có xài nữa. Hết rồi. Này, bộ remote 2 kênh siêu mua 50.000 cái. Mới bò như thế này thì sao mà xài được trời. Sau 2 năm chắc vắt hết quá. Để lên cao kiểu này rồi mà còn mối nó lên. Rồi cái này thì coi như hư rồi. Chỉ lấy lại được cái mấy cái bằng mạch điện tử này thôi. Vì khui tiếp cái thùng này coi sao. Thùng này còn tốt mà. Thùng này thằng còn tốt. Coi hú các bạn. Xưa mình chuyên làm những trộm như xe máy. Xong dẹp rồi. Lè. Đấy, bộ mạch điều khiển này gì đây? À, chơi vui đại học. Cái này chơi vui đi học á. Ai bấm nhanh hơn thì người đó thắng. Là gì đây? À, rơ le. Đế rơ le. Rơ le 220V, 4 chân. Còn này con cái con đồng hồ nhá. 24 giờ. Con này thì rất là lâu rồi. Mẫu này giờ không có rồi đâu. Mẫu này nó sản xuất trước cách đây khoảng hơn gần 20 năm. Để kỹ vậy mà nó bị rét hết các bạn. Hư hết rồi. Đây còn mấy cái bên thế chết hết. Tiếc thật. Hư hết rồi. Còi này thì rất là to. À, nó có 4 thứ tiếng rồi nè. 4 thứ tiếng. Đấy. Nên mình sẽ lấy lên một bộ để gắn cho cái xe máy mình chống trộm. Gắn cho nhà luôn. Chứ để đây nó cũng phí quá.
Mai mốt mình làm mình sẽ quay video với các bạn nhé. Để thử xem sau 2 năm thì các đồ điện để như vậy nó có bị hư hay không. Mặc dù để thế này nè, để cao vậy đó, nó vẫn bị mối. Mấy cái đồ mình sửa mà chưa sửa được. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Mình sẽ lấy tất cả các đồ điện này về chế thành những cái mạch điện hữu ích và mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn nhấn đăng ký để theo dõi nhé video mới của mình. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.